Rồi các bạn. Lan phụ nữ nha. Đẹp chưa? Có các bạn, lên hết. Ở đây có hình như mấy loại lan phải không cô? Đây tan rồi. Đây, xem cái này nào. Đấy à, đấy là gọi là lan gì không? Đây cô ơi, cô nhìn này, cô lan nhìn này. Đấy, nhìn đẹp chưa? Nhìn hình như đấy, không cho xem. Đây là quay cận cảnh nha. Đấy, đẹp chưa? Nổi đẹp nhỉ? Đây nó phải lung linh như ảnh 3D này chứ. Đấy, lung linh trong gió. Đúng, nó gió gió luôn đấy. Đẹp thật đấy. Tuyệt vời đấy. Đã có khách trả 2 tỷ rưỡi nhưng chưa bán nha. Lan này là lan trả tiền. Ở đây có giò là đắt tiền đấy. Có giò đắt tiền mà nhưng không biết giò nào.